mình muốn nói dài hơn một chút một câu đúng không? Bởi vì là chúng ta đang bàn đến kỷ nguyên của mỹ thuật đa phương tiện. Thì như lúc nãy anh Quân hay là mình cũng nói rất là nhiều về, hoặc là có những cái câu hỏi của MC về cái việc là cái 5 năm hay 10 năm nữa cái công việc, cái ngành này sẽ đi về đâu. Thì anh Quân cũng đã có trả lời là anh không dám chắc, nhưng mà chắc chắn nó có thể là bùng nổ. Cũng có những người đã đặt cho mình những câu hỏi về cái sự lo lắng. Ví dụ như anh Quân lúc nãy cũng nói là đến sự phát triển của AI chẳng hạn. Thì một ngày rất nhiều người lo lắng là nếu mà AI mà phát triển thì có thể một ngày là họa sĩ thiết kế sẽ thay thế con người, đúng rồi, sẽ biến mất và AI sẽ làm được hết. Thế nhưng mà theo anh Quân thì cái nhận định này có đúng không? Mình nghĩ là cho dù là AI hay có thể là trong tương lai sẽ còn có nhiều công nghệ hơn nữa. Nhưng công nghệ thì cũng chỉ có thể thay đổi được công nghệ mà thôi. Còn cái tư duy con người, cái sự sáng tạo thì nó sẽ bắt đầu từ mình. Thì những cái công việc giống như là một cái thiết kế, nó luôn, mình hay nói là nó sẽ bắt đầu từ một cái idea, từ một cái ý tưởng cho đến một cái concept. Thì những cái công việc này nó sẽ đều đến từ con người, nó sẽ chỉ được thực hiện bởi con người. Bởi vì vốn dĩ là cái ngành sáng tạo là mình đã tạo ra những cái sản phẩm độc nhất, chứ mình không có một cái công thức nào để mình làm ra nó cả. Vậy thì nó luôn luôn nó sẽ cần đến bàn tay con người. Và mình nghĩ là đây nó sẽ là một cái ngành tiềm năng, không chỉ trong cái giai đoạn 10 năm hay là 5 năm nữa, nó sẽ còn rất 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 nhiều về sau này mà không có gì thay thế được. Đấy ạ, thì tiếp nối với cái ý đó thì theo mình thì đối với các bạn học viên của FC Arena ấy, thì trong cái việc học của các bạn ở FC Arena, các bạn được học rất nhiều các phần mềm. Nhưng mà mình luôn luôn nói và các giảng viên của mình luôn luôn đưa vào trong chương trình rất nhiều về những cái bài tập về sự sáng tạo, luyện cho các bạn để các bạn phát huy cái khả năng tư duy một cách sáng tạo. Và chỉ bởi rằng là chúng ta phải nâng tầm chính bản thân chúng ta lên thì chúng ta mới không tụt lại so với các cái xu hướng. Thì đấy, thì nên là nếu mà chúng ta là một người ham tìm hiểu, ham học hỏi, và đương nhiên là giống như anh Quân hay những công ty như của Kohi, thì cái việc idea hay là concept nó luôn luôn đặt lên trên hàng đầu, hoặc là sự tinh tế với từng sản phẩm nữa. Thì nếu mà các bạn học hỏi được những cái điều đó thì sau này có như thế nào nữa, các bạn vẫn là người mà được rất nhiều doanh nghiệp săn đón. Tức là cơ hội cho các bạn sinh viên theo học ngành mỹ thuật đa phương tiện này sẽ rất là rộng mở, đúng không ạ? Rất rộng mở, nhưng mà chắc chắn là chất lượng sẽ phải tăng lên. Và bản thân mỗi bạn học thì các bạn phải cố gắng học tốt và có nhiều trải nghiệm. Và đương nhiên chúng ta phải theo xu hướng thôi, và luôn luôn tìm hỏi, tìm tòi, học hỏi thêm, và đương nhiên là phải làm tăng cái khả năng tư duy sáng tạo của mình. Được. Thế còn anh Quân thì sao ạ? Với các bạn sinh viên đang theo học và với các bạn đã ra trường rồi và mong muốn tìm kiếm một cơ hội việc làm, thì anh có lời khuyên gì cho các bạn không ạ? Lời khuyên của mình đầu tiên thì về các cái kỹ năng thì thôi mình không cần phải nói rồi. Mình sẽ có một cái lời khuyên này cho các bạn, đấy là hãy luôn luôn trau dồi một sự nhạy bén và cái khả năng cảm thụ. Cái điều này nó sẽ là một cái điều rất là quan trọng, luôn luôn nó đi cùng mình quá trình từ khi mình còn chưa là một cái người thiết kế. Thì vốn dĩ là mình thấy một cái gì đẹp hay là thấy một cái gì không, nó sẽ dựa trên cái sự nhạy bén, cái sensitive của cái việc mình cảm nhận về một cái thiết kế. Nó sẽ đi suốt cùng mình và luôn luôn không bao giờ để đánh mất đi cái việc đó. Thì nó sẽ luôn luôn giúp cho mình kiểu trau dồi và tiếp tục trong một con đường sáng tạo này. Tức là mỗi bạn cần có một cái riêng, đúng không ạ? Đúng, cái chất riêng của mình để có thể tồn tại. Cùng một cái thiết kế nhưng mà chúng ta có thể có nhiều các cái cảm nhận khác nhau. Và hãy trau dồi cái việc cảm nhận đấy để tạo ra những cái thứ không giống ai. Còn chị Ngọc ạ, với các bậc phụ huynh mà đang tìm hiểu về ngành học này thì chị có lời khuyên gì không ạ? Thật ra là khi mà mình đã cho con học ở đây ấy, thì mình cũng chia sẻ với rất nhiều phụ huynh khác, nói thật lòng là như thế. Và mình chia sẻ theo đúng cái cảm nhận của mình về trường thôi. Thì mình thấy con mình như thế nào thì mình cũng chia sẻ, nên là các phụ huynh cũng rất là cảm ơn mình. Thật ra mình cũng chỉ là bậc phụ huynh cho con đi thôi. Thế nhưng mà mình thấy rằng là các phụ huynh là nếu mà thực sự con thích sáng tạo và thiết kế theo về đồ họa này thì nên hướng cho con theo học ở trung tâm FPT Athena. Bởi vì thật sự là bản thân mình và ông xã đấy rất là yên tâm khi mà gửi gắm con về trường, vì là
con vào đấy con được thỏa sức đam mê và sáng tạo mà theo đúng cái nhu cầu mà con thích ấy. Nên là thực sự nếu mà phụ huynh các gia đình mà có con như con mình đấy, mình chỉ biết nói như vậy, thì sẽ lên tìm hiểu về trường và cũng có thể là đến các trung tâm của trường tham quan, vì rất là môi trường rất là tốt và thật sự bản thân mình còn thích, chứ đừng có nói đến các bạn học sinh sinh viên thật. Vâng, cảm ơn chị ạ. Thì khách cuối cùng là Nguyên. Em muốn gửi tới các bạn, những người đang tìm hiểu về mỹ thuật đa phương tiện, rằng nếu các bạn đam mê sự sáng tạo, không thích gò bó, không thích thích sáng tạo, thì các bạn nên mạnh dạn theo đuổi đam mê của mình, theo đuổi sở thích của mình. Và nếu có thể thì các bạn hãy chọn FPT Arena để gửi gắm thanh xuân của mình, bởi mình tin chắc rằng các bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc thanh xuân của mình. Đây sẽ là một nhân sự tiềm năng cho công ty của anh Quân nhé.